Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 5 đã ra trận đấu bù của vòng 34 giải Ngoại Anh giữa Manchester United với Liverpool. Mặc dù đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay, nhưng huấn luyện viên Solskjaer vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất để tiếp đón Liverpool. Bên kia chiến tuyến, với mục tiêu phải giành chiến thắng để nuôi vọng vào top 4, huấn luyện Jurgen Klopp đã tung ra sân những quân bài tốt nhất của mình. Mặc dù thi đấu rất quyết tâm, nhưng ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, lưới Ấn Độ đã bị Manchester tước chọc thủng lưới trước nhờ pha lập công của Bruno Fernandes. Nhận bàn thua sớm, nhưng Liverpool không hề nao núng, đội khách vẫn bình tĩnh triển khai mảng miếng tấn công của mình. Đến phút thứ 34, Diogo Jota đã ghi bàn cho Liverpool để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trước khi hiệp một khép lại, Roberto Firmino đã ghi bàn thắng thứ hai, đưa Liverpool vượt lên trước với tỷ số 2-1. Ngay ở đầu hiệp 2, Manchester tước để mất bóng trước vòng cấm địa. Firmino tỉa bóng cho Alexander Arnold. Cầu thủ này dứt điểm rất căng, khiến thủ môn Henderson không thể bắt dính. Ngay sau đó, Firmino đã băng vào sút bồi, nâng tỷ số lên 3-1. Để thủng lưới 3 bàn liên tiếp, Manchester United thi đấu với sự tập trung cao hơn. Sau nhiều đợt lên bóng nguy hiểm, đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 68 do công của Rashford. Bàn thắng của Rashford giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn hẳn ở khoảng thời gian còn lại, khi hai đội chơi miếng trả miếng. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra, nhưng chỉ có Liverpool tận dụng thành công, đó là pha lập bàn của Mohamed Salah ở phút 90 của trận đấu. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 4-2 trước Manchester United ngay tại sân Old Trafford. Với chiến thắng này, Liverpool có 60 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Chelsea đội xếp trên 4 điểm nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá. Cơ hội để Liverpool lọt vào top 4 là rất sáng nếu như họ giành chiến thắng ở cả hai trận đấu còn lại của mùa giải năm nay. Bảng xếp hạng tạm thời của giải Ngoại Anh, Manchester City dẫn đầu với 80 điểm và đã giành chức vô địch sớm. Đứng hai là Manchester United 70 điểm, xếp thứ ba là Leicester City 66 điểm, Chelsea đứng thứ tư với 64 điểm, Liverpool đứng thứ năm với 60 điểm, West Ham đứng thứ sáu với 58 điểm, Tottenham đứng thứ bảy với 56 điểm, Everton đứng thứ tám với 56 điểm, Arsenal đứng thứ chín với 55 điểm, Leeds United đứng thứ 10 với 50 điểm, Aston Villa đứng thứ 11 với 49 điểm, Wolves đứng thứ 12 với 45 điểm, Crystal Palace đứng thứ 13 với 41 điểm, Southampton đứng thứ 14 với 40 điểm, Burnley đứng thứ 15 với 39 điểm, Newcastle United đứng thứ 16 với 39 điểm, đứng thứ 17 là Brighton 37 điểm. Ba đội bóng đã xuống hạng ở mùa giải năm nay là Fulham, West Brom và Sheffield United. Theo lịch thi đấu vòng 36 giải Ngoại Anh, thì vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 5, Newcastle United sẽ đối đầu với Manchester City. Vào lúc 18:30, Burnley gặp Leeds United. Vào lúc 21:00, Southampton đối đầu với Fulham. Vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 5, Brighton gặp West Ham. Vào lúc 18:00, Crystal Palace đối đầu với Aston Villa. Vào lúc 20:05, Tottenham đối đầu với Wolves. Vào lúc 22:30, West Brom sẽ đối đầu với Liverpool. Vào ngày 17 tháng 5, Everton sẽ đối đầu với Sheffield United. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị các bạn có đánh giá gì về kết quả của trận đấu này, cũng như cuộc đua vào top 4 của mùa giải năm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá và bảng xếp hạng bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.